không phải là vốn khác biệt, mà tên thật là Nguyễn Thị sáng sớm không bao giờ trở lại.
và hàng tiếp chiến sông im lìm xuôi tay nước, chiếc cầu tre gái nhịp đứng chân dân, con đường đất đỏ quanh co mỗi buổi chiều về, chắc bóng người con gái quẹ gánh hàng khi tan thầy là bằng chân tôi. Tôi khi trời chân sánh một người trong lòng nhiều kỷ niệm, anh chị cũng là kẻ đã trút mang nhiều điều cố lụy, tuy khoác áo đông sọc mà lòng còn nắng nắng. Có kể lời cân không quay qua được lòng, tiếng mơ hồi chốn tìm gợi buồn gợi nhớ, xa phương cảnh anh đã sao nơi đây mộ sao nỗi sầu xưa nguyên vẹn trong nay cô sắp lần bỏ cõi trần gian, chuyện tình xưa sao bóng trắng về nguyên vẹn. Đẹp ơi lang cần tôi đi tung, sao tơ lòng dương những nỗi sầu. Sức con đã tàn, hơi con đã kiệt, như đè gan dọc trước gió lung linh. Nếu như người xưa có trở lại tìm con, thầy nói lại giật, con đã đi, đi xa với tâm lòng thanh thoát. Kìa, có phải chấm ma kêu quỷ khóc hay tin tưởng Phật đang chờ đó hồ con? Thầy ơi, trong mắt con sao lung linh mờ ảo, sao con mộng lệch cả châu tâm? Lan! Kìa! Lan! Kìa! Anh là thiệt đi Lan! Tiên quỷ vô thường mặt nhau.
anh đi. Sao mỗi lần anh lặn lội đến tìm em lại cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt với Lan? Gì? Em buông anh quên em đi, để về cùng gia đình hạnh phúc. Những tờ thơ anh gửi cho em còn giữ đây nè, em đâu có đâu. Trời ơi, trời ơi, cũng vì vậy mà em nào hay nào biết chuyện gia đình của anh đổ vỡ còn đâu, nên em thì giữ mãi nỗi sầu mà chôn chặt niềm đau cho năm tháng chớ chồng lang tàn. Cuộc đời kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi ở bên nhau, sẽ không bao giờ còn xa nhau nữa. Lan ơi em hãy gắng gượng kéo dài hơi thở, mình sẽ đưa nhau về chung kỷ niệm. Sẽ sống với anh, anh sẽ đưa em về nha. Em về với anh, em về quê cũ. Em nghe bên tai như có tiếng ve sầu ca hát, mắt em như thấy con đò nhỏ bên sông, kia hạt điệp trổ bông suối hồng mọc nước. Em thấy rõ ràng gốc me tay trước nhà gì là em đứng đó, em chờ anh về. Mà kìa, anh đẹp là... anh đi với người ta, sao anh bỏ em đứng đó? Không, không Lan ơi. Anh đẹp ơi, anh đâu có bỏ em đâu. Anh không bỏ em. Anh sẽ về với em mà. Về với em à. Anh không bỏ em hả? Anh không bỏ em đâu. Em nghi quặc chưa anh? Anh đừng có giận em nha. Anh đẹp ơi. Hả? Anh đứng đâu rồi? Anh đứng đây nè, anh nè. Anh Điệp ơi, em để em vào bạch với thầy rồi mình đi về nha. Đi đi em đi. Anh Điệp ơi, sao em? Anh Điệp ơi, là em. Anh Điệp. Con thương yêu kéo nhau chảy xuống lòng mây sóng bay bay làm tôi thấy quanh tôi và kính thưa quý vị, kịch bản Lan và Điệp đã khép lại đêm nay. Thay mặt tất cả các nghệ sĩ và hát của Trần Vũ Trang, xin cảm ơn sự ủng hộ quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tối 10 tháng 9, chương trình lễ giỗ tổ sân khấu được tổ chức tại Rạp Hương Đảo. Và kính mời quý vị hãy đến xem, ủng hộ cho kịch bản Lá Sầu Riêng do các nghệ sĩ sân khấu vàng nhà hát cải lương Trần Hữu Trang tổ chức. Chân thành cảm ơn quý vị.